Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Các bạn của PMT Doctor thân mến, sau sinh bị rối loạn kinh nguyệt là điều các mẹ không khỏi lo lắng. Nhiều chị em tỏ ra lúng túng, không biết hiện tượng này liệu có nguy hiểm nhiều không. Hiện tượng kinh không đều, lúc ra nhiều, ra ít, thậm chí là rong kinh. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em và tâm lý của chị em. Vì sao lại có hiện tượng này và có giải pháp gì khi bị rối loạn kinh nguyệt sau sinh? Thế nào là rối loạn kinh nguyệt sau sinh? Sau thời gian bầu bí rồi sinh nở, mỗi người phụ nữ lại có thời điểm kinh nguyệt trở lại khác nhau. Nếu bạn có kinh nguyệt trong những trường hợp sau được gọi là bình thường. Chị em đang nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, có kinh sau 3 tháng đến 1 năm. Chị em đang nuôi con bằng sữa ngoài, có kinh sau 1,5 đến 2 tháng. Chị em sinh mổ, có kinh sau 2 tháng. Các chị em bị rối loạn kinh nguyệt thường kèm theo các triệu chứng như chu kỳ kinh không đều, rong kinh, máu kinh lúc ra ít, lúc ra nhiều, khí hư có màu xanh, màu đậm, hôi, máu kinh có nhiều cục huyết đen, đau bụng dưới. Nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Theo thống kê và nhận thấy, có 3 nhóm nguyên nhân chính gây rối loạn kinh nguyệt sau sinh như sau. Nội tiết tố thay đổi. Quá trình sinh nở và cho con bú khiến nội tiết tố trong cơ thể của người phụ nữ bị xáo trộn nghiêm trọng. Điều này là nguyên nhân chính gây rối loạn kinh nguyệt sau sinh. Ngoài ra, khi cho con bú mẹ, cơ thể người mẹ sẽ tiết ra hormone prolactin tác động trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt của chị em. Sự căng thẳng tâm lý. Nhiều chị em lần đầu làm mẹ cảm thấy áp lực khi chăm sóc con nhỏ. Những bà mẹ có kinh nghiệm vừa sinh con lại, vừa chăm con lớn, lại vừa chăm con nhỏ. Trong khi đó, cơ thể của người mẹ chưa thực sự hồi phục hoàn toàn. Sau sinh 6 tháng đến 1 năm, nhiều chị em phải quay trở lại với công việc tại nhiệm sở, với dung hòa giữa ba yếu tố công việc gia đình, công việc cơ quan, chăm sóc sức khỏe của bản thân thường khó mà trọn vẹn. Những vấn đề này khiến nhiều chị em gặp phải stress liên tục, bản thân căng thẳng, có thể cáu giận, buồn chán, gây ra rối loạn hormone nội tiết, ảnh hưởng tới sức khỏe của chị em nói chung và sức khỏe sinh sản, gây rối loạn kinh nguyệt nói riêng. Mắc bệnh phụ khoa. Trong thời gian mang thai và trải qua cú sinh, vùng kín của chị em rất dễ bị vi khuẩn, nấm xâm nhập trong khi sức đề kháng của cơ thể khá yếu. Nhiều chị em do chiều chồng nên quan hệ sớm ngay sau sinh. Do vậy, việc gặp rắc rối tại vùng kín như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, bệnh tại buồng trứng, từ đó dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt sau sinh là điều không thể tránh khỏi. Vậy, phải làm gì khi bị rối loạn kinh nguyệt sau sinh? Chị em ngay sau sinh nhận thấy có dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt thì nên nhanh chóng thăm khám phụ khoa càng sớm càng tốt. Mặc dù bệnh này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để kéo dài có thể ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức khỏe sinh sản về lâu về dài. Do vậy, chị em không nên chủ quan và coi thường. Nếu chị em bị các bệnh phụ khoa thì sẽ phải nhanh chóng phát hiện nguyên nhân, sử dụng thuốc đặt âm đạo, rửa phù hợp, nhanh chóng khỏi bệnh. Nếu có vấn đề tại buồng trứng, cổ tử cung sẽ được làm các thủ thuật can thiệp sớm, tránh gây biến chứng. Bên cạnh đó, chị em cũng nên tâm sự cùng người thân, đặc biệt là ông xã để được hỗ trợ trong việc chăm sóc con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, dành thời gian chăm sóc cho bản thân, đi chơi, du lịch để cân bằng tâm lý, tránh căng thẳng tinh thần gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cuối cùng thì PMT Doctor chúc các mẹ có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn sự chú ý theo dõi nhiệt tình của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.